Yeah. Tụi mày chỉ biết hút, không chịu đi khám phá. Đứng dậy mà cầm sách bút mà đi tới tao mà đánh giá. Tao đưa mày về châu thổ xem thuyền mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích, vui lòng mà tránh ra. Mời mày bước tới đất miền Tây, tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Muôn màu của sông nước và mày sẽ thấy cái